Rồi, hello, xin chào tất cả cô chú anh chị gần xa và chủ đầu tư. Thì hôm nay em chủ kênh Nhà đất Tây Ninh TV gửi lời chào đến cô chú chị mình một căn nhà của chú chị ha. Đây, trước mặt mình. Thì căn nhà này rất là đẹp của chú chị. Thì hiện tại căn nhà này tọa lạc là khu phố Lộc Trác, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh của chú chị ha. Thì từ vị trí đấy em đang đứng, mình di chuyển xuống trung tâm thị xã Trảng Bàng là tầm khoảng 3 km. Mình di chuyển về khu công nghiệp Phước Đông là tầm khoảng 5 km của chú chị ha. Thì từ vị trí căn nhà này mình di chuyển ra đường DT782 là tầm khoảng có 500-600 m thì cô chú chị ha. Thì cô chú chị mình cần thông tin em gửi vị trí sổ sách cho cô chú chị mình xem tham khảo ha. Thì hôm nay em đến đây quay cái căn nhà này với diện tích là ngang 7 m, hậu dài 70, thì có 70 đất ở đô thị. Nhà đất mình hướng đông nam của chú chị ha, hướng đông nam. Rồi, thì bây giờ mời cô chú anh chị mình vô xem căn nhà ngày hôm nay rất là đẹp, mà giá thì hợp lý của chú chị em, giá cả hợp lý đó, tính theo thị trường bất động sản hôm nay đó. Rồi, bây giờ mời cô chú anh chị mình vô căn nhà em giới thiệu ngày hôm nay ha. Thì lần đầu xem kênh của chú anh chị cho em một like và đăng ký kênh để cập nhật thông tin nhà đất mới nhất. Xin chân thành cảm ơn. Thì phía ngoài mình là đường đá xe hơi xe tải của chú chị ha. Thì hiện tại xem trên Google Maps thì thấy đường này đường cùng, nhưng mà thật sự nó thông của chú chị ha, thông rau thì dân cư nữa, có thể mình ra được đường T782 luôn, nhưng mà em đến tới đây thôi, em không đi vô nữa. Đây mình quẹo ra ngoài, đây là dân cư đặc lừ Đông Kính của chú chị ha. Mình quẹo ra DT782 chỉ vài trăm mét thôi đó. Thì căn nhà của mình đây của chú chị ha, sân để ô tô xe tải đây, được cái hậu dài thăm thẳm rất là đẹp. Lô đất này hàng rào ranh giới rõ ràng hết khu chú chị ha. Đó, nhà này xây rất là kiên cố, giá trị căn nhà và miếng đất này luôn em thấy là rất là rẻ. Đây là cái giếng nước của mình của chú chị ha. Đó, thì từ miếng rào này mình kéo ngang qua tới bên đây, đây bên này nè. Thì hai bên mối giáp giữa hai nhà nhau xây thì cái này là mình không tính nứt, tại vì hai nhà nó xây nó không liên kết với nhau, cho nên tạm bê lớp xi măng chính giữa đó. Thì ở đây có sảnh đi sao, thì diện tích mình là 7 m của chú chị ha, tới mấy nhà này 7 m. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị mình vô nhà xem tham khảo ha. Đây hàng 3 chữ L của mình, nhà mình cũng mới rất là đẹp, sạch sáng sủa ha. Cô chú anh chị thấy cái sân rất là rộng luôn. Thì cô chú anh chị nào mà ở Sài Gòn hay tỉnh ngoài muốn định cư ở Tây Ninh, Lộc Trác, Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng thì liên hệ cho em dưới lô bất động sản này ha. Thì đến nơi thì cô chú anh chị mình xem cái rõ ràng hơn, chi tiết hơn. Đó, cái đây là cái phần sảnh phía sau ha, chân lời. Đây là phòng khách này, để tiếp khách này. Nói chung là ở phía trước ấy, thì chủ đã phá cửa đi làm xa cho nên em không có lấy chìa khóa được, em quay đường vòng cho chú chị mình xem. Thì đây đi làm không có ở dọn dẹp cho nên là nhanh nhẹn, chứ thật sự ra cái nhà này nó còn mới rất là đẹp của chú chị ha. Thì hiện tại nó đã ốp gạch khoảng 2 m của chú chị ha. Đây là phòng khách của mình đó. Thì hai bên á, cửa hông lấy gió lấy sáng, màn rèm đầy đủ hết đó, chú chị thấy nha. Rồi cái phòng khách của mình cũng như là phòng thờ của chú chị ha. Nhà mình thì em thấy đây có 2 phòng ngủ đó, mặc dù nhỏ thì nhưng mà đẹp, màn rèm đầy đủ ha, gạch sạch sẽ hết rồi. Bên đây phòng này thì lớn hơn chú chị ha. Ồ, có bộ dáng này ngon à, giá trị nè, dáng gỗ xưa đó. Thì cô chú anh chị thấy ha, quá đẹp. Rồi đây là phòng chờ của nữa, này là quét dọn sơ. Cô chú anh chị nào mà ưng căn này liên hệ cho em nhé. Đây đây các bạn ăn của mình, kế bên đây mở cửa gió ra ha, gió đi sáng luôn ăn. À, tổng cộng có 3 phòng ngủ của chú chị ha, đây là phòng nữa, 3 phòng ngủ. Đây là phòng bếp của mình của chú chị ha, bếp
Rồi, đây nhà tắm, nhà vệ sinh. Nhà đúng là đẹp của chú chị ha. Ở phía sau chủ thiết kế cho mình có hai cái vòi nước rửa chén ở phía sau nữa. Đó. Tới cái ghế đá là hết của chú chị ha. Hai bên bồn nước rõ ràng, đánh dấu rõ ràng hết rồi. Đây, phần đuôi này là hết đất của mình chú chị ha. Phía sau là giáp với nhà ta luôn, nằm trong khu dân cư rất là đông của chú chị ha. Rồi, nhà đất sạch sẽ không mồ mả. Rồi, em sẽ công bố cái giá của chú chị ha. Thì hiện tại chủ cần bán nhanh lẹ đến cô chú anh chị mình luôn. Dưới nhà đất diện tích là ngang 7, dày 70, có 70 đất ở đô thị. Hết cái nhà đất này là 1 tỷ 7. Thì chủ nói bớt nhẹ giấy tờ. Cô chú anh chị nào quan tâm thì liên hệ ngay cho em để sở hữu cái lô bất động sản này. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video. Bây giờ mời cô chú anh chị mình xem cái hình ảnh lai cao trên cao. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị mình xem qua hình ảnh live cam căn nhà của mình ngày hôm nay ha. Thì xem hình ảnh live cam xin cập nhật lại cô chú anh chị mình ha. Thì nhà đất mình ngang là 7m, hậu dài là 70. Thì trên đất mình có 70 thổ cư của chú chị ha. Thì nhà đất mình tọa lạc là khu phố Lộc Trác, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Thì nó cách thị xã Trảng Bàng tầm khoảng 3 km của chú chị ha. Cách khu Nguyễn Phước Đông tầm khoảng 5-6 km. Thì ở đây mình có hai khu công nghiệp như là Nguyễn Phước Đông, khu công nghiệp Thành Công, phường Hòa, thị xã Trảng Bàng. Và khu công nghiệp thứ ba nữa là khu công nghiệp Trảng Bàng chú chị ha. Thì cái vị trí bất động sản mình nó sẽ cách bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh á tầm khoảng 45-46 km của chú chị ha. Thì cô chú chị mình thấy này, đây là tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng và đường DT782 kết nối từ thị xã Trảng Bàng là dân khu công nghiệp Phước Đông cũng như là thành phố Tây Ninh và Bình Dương luôn của chú chị ha. Đó, con đường này rất là VIP. Ở đây là khu dân cư vô vị trí căn nhà của mình. Hiện tại hai căn nhà mình màu tím của chú chị ha. Nhìn trên cao của chú chị thấy nè, đường thông. Đó, khu dân cư, đường hai đầu đường ra DT782 hết của chú chị ha. Đó, đường đất đỏ nó cũng ra đường 782 luôn. Thì hướng này mình cũng vòng ra khu dân cư đường thông luôn. Đó, hướng đó mình sẽ ra cái đường quốc lộ 2 và khu công nghiệp Thành Công. Đây là trước mặt mình mà là khu công nghiệp Thành Công của chú chị ha. Thuộc phường Hòa, thị xã Trảng Bàng, giáp với Lộc Giang, thành phố Đức Hòa. Thì căn nhà của mình thích hợp của chú chị mình mua ở nghỉ dưỡng ha, người lớn tuổi. Ở đây nó vắng vẻ, nó yên tĩnh, thích hợp cô chú chị mình lớn tuổi mua ở ha. Rồi cảm ơn cô chú chị mình lần đầu xem kênh, cho em một like và đăng ký kênh ha. Hẹn cô chú chị mình clip sau. Rồi, từ vị trí căn nhà này của chú chị ha, em sẽ di chuyển ra ngoài một đoạn cho cô chú chị mình xem tham khảo. Ngầu xa quá mới chào cái gì. Đường này xe hơi xe tải chạy video của chú chị ha. Okay. Đang nói trong video hỏi gì? Thằng này thật. Đây, ra đường nhựa của chú chị ha. Mình quẹo tay phải, mình ra đường T782.
Rồi, trước mặt mình là DT782, mình quẹo tay phải về trung tâm thị xã Trảng Bàng cũng như khu chi thành phố Hồ Chí Minh của chú chị ha. Rồi mình quẹo tay trái thì mình về khu công nghiệp Phước Đông cũng như là bộ đồn Tàu Thánh Tây Ninh, đúng bà đèn Tây Ninh. Cảm ơn cô chú chị mình đã quan tâm và theo dõi đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn. Trước mặt mình là cái tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng của chú chị ha.